Hai, xin chào quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiếng Nêu trong cái bộ bản tin là chiều hôm nay nghe quý vị. Thì chiều hôm nay là em có cập nhật được một số tin tức đó quý vị. Đó thì tin tức của em là như sau, thì em thì gồm có hai cái tin nghe quý vị. Tại sao là quỹ Hằng Hũ lại đóng và tại sao lại mở lại quỹ Hằng Hũ. Đó. Thì cái vụ đầu tiên đó là tại sao mà CEO Nguyễn Phương Hằng lại là đóng cái quỹ Hằng Hũ quý vị. Thì theo quý vị biết là CEO đóng quỹ Hằng Hũ là cũng là có cái nguyên do đó, thì quý vị cũng đã biết rồi, đó là cô CEO Nguyễn Phương Hằng đóng cái quỹ Hằng Hũ là do một số thành phần xấu đó xuyên tạc và nói xấu đó, nói xấu cô rất là nhiều quý vị đó, xuyên tạc và nói xấu và vu khống đó. Thì cái như quý vị cũng đã biết rồi, cô là đầu tiên cô mở quỹ Hằng Hũ thì là cũng vì người dân nghèo đó cho khắp cả nước mình đó. Nhưng mà tại sao có một số thành phần rất là xấu quý vị đó, đi xuyên tạc nói xấu rồi làm sao nói tới cô mà tức rồi cô mới đóng cái quỹ Hằng Hũ lại đó. Rồi cô từ lúc mà cô Hằng đóng cái quỹ Hằng Hũ thì tất cả những người mà xuyên tạc nói về cái vấn đề về quỹ Hằng Hũ là cũng đều đính thinh hết trơn quý vị, là không ai lên clip lên gì để nói về vụ mà cái quỹ Hằng Hũ nữa. Thì quý vị cũng biết rồi, thì cô Hằng đóng lại cái quỹ Hằng Hũ thì mấy người đó sao dám lên nói quý vị, mấy cái dạng mà người kích động dư luận, dẫn dắt dư luận tà lao biết đâu quý vị, thì đâu có dám lên mà để chia sẻ nói gì nữa. Thì đó, bây giờ cô Hằng đóng rồi đó, đóng lại cái quỹ Hằng Hũ đó, mấy người đó có giỏi á thì quý vị nghĩ đi, có giỏi á thì ra đi đó, ra làm rồi cái quỹ, làm cái quỹ từ thiện giống như cô Hằng vậy đó thì mới gọi là giỏi anh hùng đó. Tự nhiên bây giờ á thì đi vu khống đó, vu khống cho cô CEO đủ thứ chuyện hết trơn á, rồi xuyên tạc nói xấu thì giờ cô đóng lại thì sao không giỏi mà đi làm đó, thì đi nói xấu người ta làm chi, đâu có lợi ích gì cho mình đâu đó. Cô CEO á là mở cái quỹ từ thiện thì á là đâu có lợi ích gì đâu quý vị, thì cũng vì dân vì nước thôi quý vị đó. Vậy mà em cũng không hiểu tại sao mà một số thành phần xấu lại ghét đó, ghét cô đến như vậy đó. Rồi cái cô đóng lại thì đó, bắt đầu là một số mà bọn nó đến thinh hết trơn, đâu có ai dám lên mà nói gì nữa đâu. Nói nữa thì giỏi đó, mở cái quỹ làm giống cô đi đó, chỉ được giỏi ở ngoài bằng phím không à, anh hùng bằng phím mà quý vị, dùng võ mõm thì ai mà làm không được, làm gì yên chi đó. Rồi khổ cho ai, khổ cho người dân đó. Thì đó là cái điều đầu tiên là tại sao là CEO Nguyễn Phương Hằng là đóng cái quỹ Hằng Hũ. Rồi còn cái vụ là vừa rồi là ngày 8 tháng 3 đó quý vị, đó là ngày cũng là ngày quốc tế phụ nữ, ngày quốc tế phụ nữ thì cô CEO Nguyễn Phương Hằng cũng là tung một cái tin vui lên đó cho quý vị và bà con các bạn cũng biết rồi, đó là cô CEO Nguyễn Phương Hằng đã mở lại cái quỹ từ thiện Hằng Hũ. Thì nói chung thì cô thì sớm muộn thì cô cũng phải mở thôi quý vị, tại vì cái đó thì quý vị cũng biết rồi, đó là tâm huyết, đó là tâm huyết của vợ chồng của cô CEO Nguyễn Phương Hằng đó. Nhưng nói chung là về cô CEO Nguyễn Phương Hằng thì quý vị cũng biết rồi, phải mở lại để giúp đỡ cho tất cả các người dân đó, người dân nghèo trên cả nước mình nữa đó. Quý vị nghĩ đi, cô CEO thì có một tấm lòng tốt đến như vậy đó, cái chú Dũng đó, hai vợ chồng có tấm lòng tốt đến như vậy như vậy mà một số người thì không biết chuyện, thì không biết thì thôi im đi, đâu có liên quan gì tới mình đâu, đâu có tốn tiền của mình đâu. Đó, cô tự động bỏ tiền ra giúp đỡ tất cả mọi người đó, giúp đỡ tất cả mọi người dân nghèo đó, thì không biết thì ta im đi, cũng đi lên xuyên tạc nói xấu đó. Bây giờ tới cô mở lại thì ở bắt đầu cô vừa nói là lên tiếng là mở lại cái quỹ từ thiện Hằng Hũ này nè quý vị, thì bắt đầu lại có một số thành phần nữa quý vị đó, thì lại có một số thành phần là tiếp tục nó tiếp tục nói xuyên nói xẻ đó, môi móc nói xấu. Thì nói chung em cũng không biết mà mấy người này có đầu óc suy nghĩ không quý vị, biết làm gì ủa làm gì được bao nhiêu view, bao nhiêu tiền, câu view câu tiền hả quý vị, chắc rồi quý vị lên phải nói xấu về CEO Nguyễn Phương Hằng là vụ tại sao lại mở lại, giờ tại sao lại đóng, tự nhiên đóng lại rồi mở, ủa nói gì làm chi, chính tiền cô mở bỏ ra cô làm đó là quyền lợi của cô, cũng đi lên thì nói gì á quý vị, để câu view đó, câu like để có người xem để có tiền, chứ đâu có chuyện gì đó đâu quý vị, chỉ biết ở ngoài là môi móc cái sự thật thôi chứ làm được cái gì giờ, đâu có dám đi đâu đâu
đâu có dám đi ra ngoài đường quay những cái cảnh thật, việc thật như tụi em đó. Thì chỉ ở nhà đó ngồi xiên xẻo, nói xấu này nói xấu nọ để câu view kiếm tiền mà. Thì nói chung là cô Hằng mở lại cái việc và quỹ hàng hũ thì nói chung mọi người rất là vui, quý vị. Thì nói chung riêng các em cũng thấy vui nữa, tại vì có thể là giúp đỡ được cho những người dân nghèo đó, cho cả nước mình đó, cũng tạo điều kiện nữa, quý vị đó. Rồi thì nói chung thì cô đóng thì cũng dằn mặt cái tụi đó thôi đó. Thì bây giờ cô đã mở lại thì có rất nhiều người vui đó, gửi tin nhắn chúc mừng gì nọ nhiều lắm, quý vị. Thì nói chung thì giúp đỡ cho người dân nghèo thôi. Và thưa quý vị, thì cái câu chuyện đó là em chia sẻ cho quý vị đó. Là tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai thì nó xoay quanh cái cuộc mà của Đức Hiển, rồi Hằng Nico, rồi của Lê Minh đó, rồi của tội phạm Thám Tử Cung đó, rồi thêm bây giờ có anh Năm Gâu nữa đó. Thì quý vị biết rồi đó, thì cô CEO thì cũng sắp có một chuyến ghé thăm, ghé thăm đến nhà anh Đức Hiển đó. Thì đợt này thì ghé thăm thì sẽ bỏ trốn thôi, quý vị. Thì chắc chắn thì cũng sẽ bỏ trốn như ghé nhà Hằng Nico đó, ghé nhà anh gì đó Lê Minh. Thì chắc chắn thì bọn người này thì nghe tới tin cô xuống đó, thì sẽ bỏ trốn thôi, trốn kịp chạy mất dép chứ đâu dám ở lại đâu, quý vị. Thì vừa vượt vừa rồi đó là ghé xuống nhà Hằng Nico đó, đó thì quý vị cũng thấy rồi đó, đâu có dám ra mặt đâu đó. Bắt một người thế mạng đó, một người thế mạng như thế không, giờ quý vị thấy rồi đó. Cho đi tới đâu á thì người dân ủng hộ nhiệt tình đó, tới đó. Còn cái bọn lương bất chính á thì đâu có dám ra ngoài, ăn nằm ở trong nhà không à đó. Thì quý vị thấy không, vụ việc nè, thằng Ni á thì ở trong nhà nó khiêu khích kích động đó người dân đó. Rồi còn ai, còn Đức Hiển đó, rồi Lê Minh đó. Lê Minh thì buôn bán hàng giả đó, chứa chấp thì ba cái vật cháy nổ trái phép đó để trong nhà đó, thì cũng đâu có dám bước ra khỏi ngoài đường đâu, quý vị. Chỉ cũng ở trong nhà cứu rúa trong nhà đó. Đó rồi còn anh Thám Tử Cung đó, thì tội phạm nói chung là tội phạm Nguyễn Triều Trang đó, là biệt danh là Thám Tử Cung đó. Thì anh ta còn xấu xa hơn nữa, quý vị. Nói chung là anh ta còn xấu xa hơn mấy người kia nữa, bởi vì người xấu chơi chung với nhau à, nguyên bọn nguyên tem rồi, quý vị. Đó, xấu xa rồi lại chơi chung với nhau đó, chứ đâu có được mà dám đi ra ngoài đâu. Lâu lâu thì một người này gửi một cái clip có cái tin gì chấn động thì gửi cho người clip cho người này đó, để cho anh Thám Tử Cung đó, để môi xẻ mổ xẻ đó. Rồi anh Lê Minh đó, Lê Minh có gì điện cho anh Thám Tử Cung đó, điện cho anh Thám Tử Cung làm gì, điện cho anh Thám Tử Cung đến Thám Tử Cung cưa vợ của mình đó. Đó là sự việc là như vậy đó. Thì bây giờ thì em cũng nghe được số tin tức cũng là hấp dẫn đó, quý vị. Đó, thì nghe nói là Bộ Công an là cũng bắt đầu vào cuộc điều tra là anh Thám Tử Cung, quý vị. Đó, nghe nói là có chứng cớ đó, em cũng nhận được một thông tin đó, quý vị, là có chứng cớ rồi, có chứng cớ là điều tra tội phạm Nguyễn Trường Giang đó, sắp bị thụ hình án rồi, quý vị. Thì quý vị nghĩ đi, thì lùm xùm là cái vụ tiền ham mà bữa hổm giờ đó, quý vị. Thì cái vụ mà lùm xùm không dài đó, thì bây giờ là người ta công an á, người ta cũng đã có chứng cớ rồi đó, thì người ta cũng bắt đầu chuẩn bị vào cuộc đó. Thì bây giờ thì anh ta thì chuẩn bị đi lo sợ trong run sợ đó. Thì đó, quý vị nghĩ đi, thì một bọn lương á, thì một bọn nói chung là cái bọn đó là bọn rác của xã hội, quý vị. Còn phải dọn sạch rác đó, dọn sạch cho nó sạch, chứ không để một con sâu mà làm sầu nồi canh nữa, quý vị. Đó là câu nói của ông bà xưa chúng ta như vậy đó, có một con sâu trong nồi canh là phải xúc nó ra liền đó, đâu phải để cho nó một con sâu mà nó quấy động cái nồi canh như vậy. Nói chung á thì nghe em cũng nghe thông báo là lực lượng công an cũng vào cuộc rồi. Thì cái thời gian địa điểm thì em sẽ cập nhật chính xác nhất cho quý vị xem, chứ bây giờ em cũng không dám tung là ngày tháng chính xác tầm bậy tầm bạ cho quý vị xem được. Cũng như là cô CEO sẽ trực tiếp xuống nhà Đức Hiển, thì có tin tức chính xác ngày tháng chính xác thì em sẽ cập nhật và em gửi xuống cho quý vị xem, chứ nói cho quý vị xem, chứ bây giờ em đâu dám nói bậy nói bạ rồi, quý vị lại đó không có rồi, quý vị chửi em nữa rồi, quý vị hết đó thương em rồi sao, hết đăng ký kênh của em rồi sao, đúng không? Em phải cập nhật cái nào mà chính xác nhất cho quý vị xem, ngày giờ chính xác, ngày mấy giờ nào đàng hoàng rõ ràng, chứ đâu giống như cái bọn linh kia đâu.
giấy tờ giả cũng làm được nữa mà, chứ nói về cái chuyện ngày giờ tháng giờ này đúng không quý vị? Đó thì nói chung thì cái tin tức buổi chiều ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ cho quý vị đến đây thôi. Đó thì quý vị nhớ xem kênh và like và ủng hộ kênh của em nha quý vị. Kênh của em là kênh Tiếng Nêu. Đó, và em chúc quý vị là buổi chiều thật là vui vẻ với gia đình. Và em bye bye, chào tạm biệt quý vị, bye bye.